Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho. Cảm ơn các anh chị em trong đội ngũ ban cầu nguyện của VBC Houston. Bởi sự cầu nguyện của anh chị em của chúng ta mà Chúa Ngài làm ơn cho đoàn của chúng tôi đi và được dự phần vào trong kỳ đại hội của Liên Hữu Hội Thánh Ân Tứ. Và cảm ơn Chúa, phước hạnh của Chúa đã tuôn tràn. Cảm ơn Chúa vì 4 năm về trước thì mục sư Dũng Israel liên lạc với chúng tôi và nói rằng mục sư Khánh có nhiều con cái của Chúa rất ao ước muốn được phước của Chúa qua các đại hội mà VBC Houston đã tổ chức ở trong nhiều năm qua. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có thể về Houston. Nên chúng tôi có một khái tượng xin mục sư chúc phước cho. Đó là Chúa cho có một phiên bản của VBC Houston, của Đại hội Phục Hưng tháng 10 ở tại Houston, được sử dụng để chia ra làm 4 vùng ở nước Mỹ này. Nam Cali, Bắc Cali, Atlanta và Pensacola. Để con gái của Chúa ở những vùng lân cận, các tiểu bang lân cận, họ có thể lái xe đến, họ có thể tham dự một cách đông đảo hơn. Và cảm ơn Chúa. Chúng tôi thấy rằng đây cũng là một lý do tốt mà chúng tôi amen với điều đó và hứa rằng sẽ cố vấn để giúp đỡ, vì các mục sư ở trong ban điều hành của Liên Hữu các Hội Thánh Ân Tứ thì ước ao là có thể tổ chức đại hội đầy sự hiện diện và quyền năng của Chúa, cho nên họ muốn giữ cái DNA, cái cốt lõi của những gì mà đại hội của chúng ta có. Và cảm ơn Chúa vì phước hạnh Chúa Ngài ban cho và chúng tôi có cơ hội để dự phần cố vấn, chia sẻ những kinh nghiệm. Vì đại hội mà chúng ta kinh nghiệm tại Houston tại đây và các đại hội mà Liên Hữu của các Hội Thánh Ân Tứ muốn thực hiện, nó khác hoàn toàn với những đại hội, với những hội đồng khác. Không phải là thời điểm mà chúng ta về đó để ban hát của hội thánh này, ban hát của thánh kia, mặc đồng phục, áo dài đồng phục, đồng màu, đi lên đi xuống hát. Nhưng mà là tất cả đều tập trung vào một điều là chúng ta hết lòng đeo đuổi và thờ phượng Đức Chúa Trời, ngợi khen Chúa. Và chúng tôi hướng dẫn cho như đó là điều mà Chúa Ngài đã dạy và chúng ta khám phá hay là tái khám phá được. Thì hội chúng không phải là những khán giả khó tính, nhưng mà là những con người thờ phượng. Và khán giả duy nhất của chúng ta là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tập trung vào hết thảy mọi người về dự đại hội là để cùng nhau chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa. Chúa là đối tượng của sự ngợi khen và thờ phượng chúng ta, chứ không phải con người. Chúng ta không hát cho con người nghe, hát cho con người khen, vỗ tay chúng ta, nhưng mà chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. Và ban hát dẫn, những diễn giả đều là những người nhắc tuồng để hội chúng sẽ đi vào, đứng vào trong vị trí của những con người thờ phượng. Và cảm ơn Chúa, đại hội năm nay cũng như 3 năm trước thì Chúa Ngài cho mỗi một lúc thì mức độ của sự ngợi khen thờ phượng đạt đến được ở trong giây phút mà chúng ta ngợi khen Chúa hết lòng, thì bệnh tật được chữa lành, quỷ ở trong những người nó ám thét lên và người ta được giải cứu. Chỉ ở trong sự hiện diện của Chúa những việc đó mới xảy ra mà thôi. Đó là lý do mà chúng ta đeo đuổi và xin Chúa Ngài cho chúng ta biết Ngài muốn nghe chúng ta hát những bài nào. Đeo đuổi để Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta và cho chúng ta nhóm lại là nhằm mục đích để chúng ta tôn cao Chúa. Vì có như vậy Ngài mới kéo muôn dân đến với Ngài. Khi con người được treo lên thì lúc bây giờ Ngài sẽ kéo muôn dân đến với Ngài. Cảm ơn Chúa vì điều đó đã được diễn ra. Và ở trong những ngày đại hội tại Atlanta trong cuối tuần qua, chúng tôi thấy có rất nhiều người được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Có những trường hợp mà có một trường hợp một chị mà 4 năm về trước, chị là người Công giáo La Mã mà đến dự ở trong cái chương trình lúc bây giờ Hội Thánh Nguồn Sống vừa mới mua được cơ sở ở đó và muốn tái dâng hiến địa điểm đó làm nơi thờ phượng và xin Chúa Ngài ban ơn một cách tươi mới, như là một bắt đầu mới cho địa điểm đó. Thì chị nghe biết về cái buổi nhóm và đã đến nhóm lại. Và sau giờ nhóm có bữa ăn thông công thì chúng tôi được cơ hội để chia sẻ thêm với chị về tin lành cứu rỗi của Chúa và chị điều chỉnh đức tin. Mà chị có một cái nan đề, đó là có một người con bị tai nạn xe thì bị chấn thương não. Cho nên em này cứ đứng thì có thể ngã bất cứ lúc nào. Mà ngã xuống thì không tự ngồi lên gì. Chị phải đỡ con của mình nhiều lần như vậy thì cột sống của chị bị chấn thương. Chị phải đi gậy.
Và cảm ơn Chúa, đây là một trong những phép lạ mà nổi bật để bởi vì ai cũng có thể thấy được. Và khi được cầu nguyện, khi được phục vụ trong danh Đức Chúa Giêsu thì chị đã bỏ gậy và bắt đầu bước đi một cách tự do, làm cho cả hội chúng reo mừng, vỗ tay ngợi khen Chúa. Những người thuộc về các hội thánh truyền thống chưa bao giờ thấy như vậy thì họ hét lên trong sự vui mừng bởi vì họ chưa bao giờ thấy những việc như vậy ở trong sinh hoạt của họ. Mặc dù là họ đã đi nhà thờ suốt cả cuộc đời của mình 30-40 năm rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy những việc như vậy. Cảm ơn Chúa vì Chúa nghe ban phước và chị đã đi đến và cầm cây gậy đến và nói mục sư ơi, con muốn giao cái cây gậy này cho mục sư. Bởi vì không muốn mang nó về nữa, bởi vì được tự do, không cần sử dụng nó nữa rồi. Cảm ơn Chúa. Thì ngay lúc đó Chúa cho tôi được cái sự hướng dẫn, có một cái ý niệm là đem và trình bày với một sự bằng để như là một cái cây gậy đầu tiên, một cái hạt giống, để rồi sẽ có cây gậy thứ hai, thứ ba, thứ tư và hàng trăm cây gậy khác sẽ được để lại ở tại nhà thờ, bởi vì người ta kinh nghiệm được sự chữa lành và không cần nó nữa. Rồi những chiếc xe lăn, những cái nạn sẽ được để lại ở tại đó. Và cảm ơn Chúa và tôi tin rằng Chúa nghe sẽ làm, bởi vì khi chúng ta nắm được chìa khóa để chúng ta ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa và Chúa nghe đẹp lòng, Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài thì không việc gì là không thể xảy ra. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và nhiều điều khác nữa Chúa Ngài đã làm. Cho nên chúng ta hết lòng biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Và như lời của bài hát, xích xiềng được bẻ gãy, rơi rụng khi danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu được công bố ra. Và cảm ơn Chúa. Có những người bị cầm buộc bởi hậu quả của tội lỗi mình đã làm, phá thai, đủ mọi thứ, và Chúa ở trong sự hiện diện của Ngài, những ý niệm trong sự hướng dẫn trong lời của Chúa qua bài giảng của chúng tôi thì họ đã kinh nghiệm được sự giải cứu. Thật là tuyệt vời và cảm ơn Chúa, nhiều phước hạnh của Chúa đã bày tỏ ra. Chúa cho chúng ta, các anh chị em đi chung với chúng tôi cũng được Chúa Ngài cho có những cái vị trí trong những giây phút mà được cùng hiệp lòng góp sức để phục vụ những người có nhu cầu. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tất cả điều đó. Chúng tôi trưa Chủ nhật sau giờ nhóm trở về khách sạn thì nhà tôi một cái điện thoại theo dõi các cái buổi nhóm của chúng ta đây, thì cũng cảm ơn Chúa vì Chúa có làm ơn và ban phước ở trên chúng ta cả giờ lễ tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Chúa nghe vận hành một cách mạnh mẽ. Nên cảm ơn Chúa. Điều đó cho chúng ta thấy khi chúng ta ở giữa chương trình của Chúa thì Chúa nghe ban phước chúng ta đi đâu làm gì, Chúa nghe cũng cho chúng ta kinh nghiệm được Chúa ở cùng, Chúa sức giàu, Chúa sử dụng chúng ta ở trong ơn của Chúa, và kết quả là phước hạnh của Chúa được chuyển tải đến cho con cái của Chúa. Amen anh chị em. Nên chúng ta hết lòng cảm ơn Chúa. Có cơ hội các anh chị em đi chung với chúng tôi cũng sẽ làm chứng về những điều họ trải nghiệm được ở trong ơn của Chúa, ở trong sự tươi mới. Vì có những người đã nhiều năm rồi cảm thấy khô hạn, trống vắng ở trong đời sống của mình. Mặc dù có những công việc mà Chúa Ngài đã ban phước vẫn làm đó, nhưng mà vẫn thiếu đi cái gì đó. Thiếu đi cái sự ngọt ngào, thiếu đi cái điều mà mình đã từng có. Và cảm ơn Chúa trong cái đại hội này, Chúa cũng đã làm tươi mới ở trong phước hạnh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài nhận nơi chúng con tất cả lòng biết ơn Chúa. Nguyện mọi sự vinh quang thuộc về Chúa ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Phải, anh chị em cứ vỗ tay. Chúng ta cảm ơn Chúa của chúng ta. Tối hôm nay tôi thấy được sự hướng dẫn của Chúa để mời anh chị em chúng ta sẽ cầu nguyện ở trong một cái sự xác định của Chúa. Đó là thời kỳ của ơn Chúa cho đời sống của bạn là ngay bây giờ. Có một cái quan niệm đi theo Chúa đó là chúng ta ráng cố gắng rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ được phước của Chúa. Nhưng mà Chúa thì Ngài hứa với chúng ta qua nhiều phần kinh thánh ở trong lời của Chúa. Thì phước hạnh của Chúa là đến với chúng ta ngay bây giờ. Phước hạnh của Chúa là đến cho chúng ta ngay ngày hôm nay. Nếu là chúng ta có đức tin, chúng ta đón nhận, thì chúng ta sẽ thấy những gì mà Chúa Ngài đã dành sẵn bắt đầu xuất hiện. Vì tôi thường nói nhiều lần với anh chị em là thí dụ như chúng ta thấy sương mù, thì nó là cái hơi ẩm ở trong cái bầu khí quyển. Đúng cái nhiệt độ thì nó xuất hiện. Mặc dù nó có mặt trước đó, nhưng mà không đúng cái nhiệt độ thì chúng ta không thấy. Nó có hiện hữu và tất cả những gì cần thiết để có thể có được đó, thì chúng ta thấy còn thiếu một cái nhiệt độ. Đúng cái nhiệt độ lý tưởng thì chúng ta thấy rằng sương mù bắt đầu thể hiện. Và trong ơn của Chúa, chúng ta cũng biết rằng những phước hạnh, lời hứa của Chúa, sự hiện diện quyền năng của Ngài. Để chúng ta đáp ứng lại một nhiệt độ lý tưởng, một thái độ và đức tin đúng như Chúa Ngài mong muốn, thì chúng ta sẽ thấy những việc đó xảy ra. Chúng ta đến với Esai 54 từ câu 1 cho đến câu số 4 để chúng ta thấy rằng vinh quang của Jerusalem mới đã được Chúa Ngài hứa, bởi vì chính Chúa Ngài sẽ làm những công việc này. Phần của tuyển dân của Chúa đó là chúng ta hãy vâng lời.
và chúng ta sẽ thấy những điều kỳ diệu xảy ra. Cho nên điều thứ nhất mà tối hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện đó là chúng ta công bố VBC Houston sẽ kinh nghiệm tiếng cười và sự vui mừng ở trong mùa này và những ngày tương lai. Chúng ta cầu nguyện để sẽ có sự tăng trưởng và trưởng thành thật sự được diễn ra trên mọi hội viên của Hội Thánh này. Chúng ta công bố thời kỳ của ơn Chúa cho đời sống của chúng ta là ngay bây giờ. Esai 54 câu 1 đến câu 4, Chúa nghe truyền lệnh cho những thành phần mà chúng ta thấy hiện tại đang thiếu, đang chưa có, mà Chúa nghe truyền lệnh làm những công việc mà chúng ta thấy rằng đây là những hành động của đức tin. Thứ nhất, hỡi người hiếm muộn, chưa sanh con, hãy ca hát. Hỡi kẻ chưa từng đau đớn vì sinh nở, hãy trỗi tiếng reo mừng. Vì con cái của phụ nữ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của phụ nữ có chồng. Đức Chúa Trời phán vậy, hãy mở rộng chỗ trại ngươi, dương màn chỗ ngươi đang ở, chớ để chật hẹp. Hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc. Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên phải và bên trái, dòng dõi ngươi sẽ chiếm các nước làm cơ nghiệp. Chúng sẽ làm cho các thành quan vu trở nên đông dân cư. Chớ sợ, đừng sợ vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn. Đừng nản vì ngươi sẽ không còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn trẻ và không còn nhớ sự nhục nhã trong cảnh quá buộc. Cảm ơn Chúa, đây là bức ảnh của sự biến đổi. Biến đổi những cuộc đời, biến đổi những cộng đồng, biến đổi cả đất nước xứ sở. Mà nó bắt đầu từ cái việc là Chúa nghe truyền lệnh cho chúng ta phải làm trong đức tin. Bởi vì thực tại thì là, hay là hiện tại thì nó là thiếu, là không. Nhưng khi chúng ta học theo như lời của Chúa dạy, và đây là một nguyên tắc rất là quan trọng chúng ta cần nhớ. Khi chúng ta nghe tiếng Chúa phán, và chúng ta amen với và chúng ta cùng hiệp lòng hiệp ý của Chúa và công bố điều đó xảy ra, thì Chúa nghe sẽ làm thành. Chúa nghe bảo người hiếm muộn, hỡi người hiếm muộn, chưa sinh con, hãy ca hát. Hỡi kẻ chưa từng đau đớn vì sinh nở, hãy trỗi tiếng reo mừng. Đây là điều mà chúng ta thấy rằng Chúa nghe truyền lệnh để làm ở trong đức tin. Và nhiều điều chúng ta thấy ở trong lời của Chúa và nhiều trường hợp khác nhau, nhiều câu chuyện của những con người kinh nghiệm Chúa là thường là bắt đầu ở cái chỗ này. Bởi vì cái đoạn cuối hay là cái ngõ cụt của con người là sự bắt đầu của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đi đến cái chỗ tuyệt vọng, không còn có chút trông cậy nào nữa, và chúng ta biết nhờ cậy Chúa thì chúng ta sẽ thấy sự bắt đầu của sự can thiệp của Chúa. Ở đây Chúa nghe nói, hỡi người hiếm muộn, chưa sinh con, hãy ca hát. Hỡi kẻ chưa từng đau đớn vì sinh nở, hãy trỗi tiếng reo mừng. Vì, lý do là vì con cái của phụ nữ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của phụ nữ có chồng. Đức Chúa Trời vạn quân phán vậy. Như vậy chúng ta thấy ở đây Chúa bảo chúng ta, cái sự son sẻ ở đây không chỉ riêng là son sẻ chưa sanh con, nhưng mà nó có thể là những cái sự son sẻ thuộc linh, nó có thể là những sự son sẻ của các phước hạnh mà Chúa ngài dành ban cho. Điều mà chúng ta làm, mà Chúa ngài muốn chúng ta thực hiện ở đây, như tinh thần của Hebrew chương 11 câu số 1. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những gì mắt chẳng xem thấy. Như trong ngày Chủ nhật khi chúng tôi tập trung vào và chuẩn bị để chia sẻ với các thân hữu về câu chuyện của người đàn bà bị bệnh mất huyết. Bà ở trong một cái tình trạng chúng ta thấy rằng đang yếu mòn vì 12 năm mất máu. Nhưng khi bà nghe về Chúa Giêsu thì bà đã làm cái hành động mà chúng ta thấy Chúa nghe truyền lệnh cho dân sự của Chúa qua tiên tri Esai ở tại đây. Bà nói ở trong lòng của mình, nếu ta chỉ rờ đến áo của Ngài, ta sẽ được lành. Hỡi người hiếm muộn chưa sinh con, hãy ca hát. Hỡi kẻ chưa từng đau đớn vì sinh nở, hãy trỗi tiếng reo mừng. Ở trong cái chỗ 12 năm mà đã đi chạy chữa với tất cả những thầy thuốc khác, bệnh không hết, tiền mất mà bệnh không hết. Bây giờ thì bởi đức tin bà bắt đầu công bố tiếng nói của đức tin. Nếu ta chỉ rờ đến áo của Ngài, ta sẽ được lành. Chúng ta thấy đây là một cái đức tin rất là đặc biệt. Nếu ta uống cái thang thuốc này mà được lành thì chúng ta thấy nó hợp lý với đối với con người. Nhưng mà rờ áo Chúa, vì dĩ nhiên là nếu chúng ta hiểu phía sau của áo của Chúa là những cái tua, những cái lời hứa của Chúa. Chúng ta biết người Do Thái khi mặc áo, nhất là cái chiếc khăn cầu nguyện, thì có bốn cái góc, có những cái tua chỉ. Ở trong đó thắt mỗi một cái gút như vậy là 7 cái vòng ở trong cái gút đó, ở tượng trưng cho tất cả luật pháp, lời của Chúa. Cho nên khi người đàn bà này rờ đến áo của Chúa là bà rờ đến lời của Đức Chúa Trời. Bà đặt đức tin vào trong lời của Đức Chúa Trời.
thì bà đã kinh nghiệm được sự chữa lành ngay lập tức. Cũng vậy anh chị em, khi chúng ta là những người có những nhu cầu cũng như là những ước mơ trong đời sống của chúng ta, hãy làm công việc mà Chúa ngài bảo dân sự của Chúa phải làm. Đó là hiếm muộn thì lại ca hát. Bài hát vui mừng tại đây là bài hát ru con ấy. Và có một sự chuẩn bị ở tại đây. Chúa ngài lại truyền lệnh là hãy mở rộng chỗ trại của ngươi, dương màn chỗ của ngươi đang ở, chớ để chật hẹp. Chúng ta cần phải nới rộng cái sức chứa của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ dám tin Chúa cho những chuyện nhỏ nhỏ, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa theo mức độ đó mà thôi. Vì chúng ta dám tin cho những chuyện lớn hơn và chúng ta bắt đầu công bố thành lời, thì Chúa ngài sẽ đãi chúng ta theo điều ngài nghe miệng chúng ta nói. Nếu chúng ta nói những lời tiêu cực, Đức Chúa Trời sẽ đãi chúng ta theo những điều ngài nghe chúng ta nói, nó trở nên những chuyện tiêu cực. Nếu chúng ta bắt đầu công bố những lời công bố của đức tin, của tích cực, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Và đây là nguyên tắc không thay đổi mà Chúa ngài luôn ngài làm việc. Cho nên xin Chúa ngài ban phước để chúng ta công bố điều đó ở trên BBC Houston của chúng ta. Chúa ngài sẽ cho tất cả con cái của Chúa ở trong BBC Houston trong những ngày sắp đến, chúng ta sẽ kinh nghiệm tiếng cười và sự vui mừng. Amen. Cho nên chúng ta sau khi công bố xong, chúng ta hãy sống như là Chúa ngài đã ban cho chúng ta rồi. Gặp nhau vui mừng, bước đi trong vui mừng, chứ đừng đầm đầm sát khí. Vì có nhiều khi chúng ta vừa công bố xong, chúng ta vô hiệu quả cái điều mình công bố về đức tin của mình khi chúng ta nói những điều ngược lại với những gì Chúa ngài hứa rằng ngài sẽ ban. Cho nên chúng ta phải bước đi trong đức tin một cách tích cực, vì đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong. Làm sao để chúng ta có thể biết chắc một cách vững vàng những điều mình đang trông mong? Bởi vì chúng ta có đức tin nơi Đức Chúa Trời là đấng có quyền để có thể làm tất cả mọi sự. Là bằng chứng của những điều mà mắt của chúng ta chưa thấy. Trong tiếng Anh thì dùng cái chữ là bằng chứng của những điều chúng ta trông đợi. A substance of things that we hope for. Mà hy vọng là những cái gì chúng ta thấy rằng chưa có, nhưng mà chúng ta tin rằng nó sẽ xảy ra. Là sự biết chắc vững vàng của những điều mà đang trông mong, là bằng cớ hay là bằng chứng của những điều mắt chẳng xem thấy hay là chưa thấy xảy ra, nhưng mà tin rằng nó sẽ xảy ra. Còn nếu không thì chúng ta thấy người đàn bà hiếm muộn chưa sinh con, thì nội cái chỗ của mình hiện tại đang còn dư chỗ mà. Tại vì không có con thì đơn chiếc lắm, không có cần gì hết. Về vấn đề chỗ thì hiện tại là đã đủ rồi. Ở trong cái thái độ là miễn sao có một cái chỗ che nắng che mưa là đủ rồi. Nhưng mà không, lời của Chúa ngài dạy tại đây, muốn có cái niềm vui của sự phát triển nảy nở ra thì đừng có để cho trại của mình chật hẹp. Cảm ơn Chúa. Thái độ của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện cũng giống như vậy. Đừng xin những chuyện nhỏ. Tôi khuyến khích anh chị em là xin chuyện lớn. Vì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng, bởi vì quyền năng của Đức Chúa Trời, quyền lực cảm động trong chúng ta, tức là quyền năng của Đức Thánh Linh đó, có thể làm trỗi hơn vô cùng những điều chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Chúng ta xin bạc chục, Chúa làm trỗi hơn vô cùng những điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, thì Chúa cho nó nhiều hơn là con số chục. Nếu chúng ta xin số trăm ngàn, Chúa ngài sẽ cho được trỗi hơn, nhiều hơn số trăm ngàn. Chúng ta xin số triệu, Chúa ngài sẽ ban cho chúng ta trỗi hơn vô cùng số triệu mà chúng ta có thể xin. Chúa là con gái của Chúa, là ban cầu nguyện của Hồ Thánh. Xin hiệp đức tin với chúng tôi và chúng ta xin những chuyện lớn. Có thể trí não và lý trí của anh chị em có thể bị xúc phạm, anh chị em nói rằng làm gì có thể xảy ra. Đúng, theo như suy nghĩ và nhận định của con người, chuyện này không thể xảy ra. Nhưng mà chúng ta đừng quên là chúng ta xin những điều này với Chúa toàn năng. Thì đó sẽ giúp cho chúng ta nới rộng cái đức tin của chúng ta và lòng mong đợi của chúng ta. Đừng để chật hẹp, nhưng mà phải dương ra cho rộng. Hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc, vì ngươi sẽ lan rộng ra bên phải và bên trái. Đó là điều Chúa hứa. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm các nước làm cơ nghiệp, chúng sẽ làm cho các thành quan vu trở nên đông dần. Tôi mới nói đến một cái sự sanh sôi nảy nở một cách rất là nhanh chóng. Cảm ơn Chúa. Một trong những điều mà chúng tôi biết ơn Chúa vô cùng khi sau 2 năm COVID trở lại với Hội Thánh Nguồn Sống nơi mục sư Nguyễn Huy Bân Hậu Vị Chúa. Thì 4 năm trước chúng tôi đến để làm lễ cung hiến. Thì cảm ơn Chúa là trong một sự sắp đặt thiên thượng, Chúa ngài đã làm cho Hội Thánh của Chúa ở tại đó, từ cái chỗ không có đủ khả năng nhưng mà có nhu cầu và đức tin,
thì Chúa Ngài đã cho họ một cơ sở, một cái miếng đất rất là rộng, rất là lớn. Và Chúa Ngài đã làm cho hội thánh của Chúa kinh nghiệm một cái điều là rất là đặc biệt. Và chúng tôi có nhắc trước với các anh em đến đó để ý để chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa. Đó là chúng ta đi đến một cái cơ sở, một cái nhà thờ. Mà có lẽ là đây là một trong những cái hình ảnh rất đặc biệt. Đó là chúng ta thấy bảng tên của hội thánh Việt Nam của chúng ta ở trên và bảng tên của hội thánh người Mỹ ở dưới. Ở trước đến giờ thì các nơi là bởi vì chúng ta ăn đậu ở nhờ của người ta, cho nên chúng ta để cái bảng của mình ở dưới cái hội thánh mẹ hay là cái hội thánh bảo bọc mình. Nhưng mà hội thánh Nguồn Sống được Chúa Ngài ban phước có cơ sở và cho một hội thánh người Mỹ sinh hoạt ở trong cơ sở của mình. Cho nên là hội thánh chủ, cho nên tên tiếng Việt lại được để ở trên. Cảm ơn Chúa. Hai năm về trước chúng tôi đến để đáp lại cái lời yêu cầu của mục sư Huy Bân, là chúng tôi là mục sư cố vấn cho hội thánh ở bên đó. Và chúng tôi đến để hợp tác với mục sư Bân và mục sư Bùi Đức Nguyên để làm một ban khảo hạch để phong chức cho ba vị mục sư trẻ. Cảm ơn Chúa. Lần này khi chúng tôi trở lại thì thấy Đức Chúa Trời Ngài ban phước trên hội thánh một cách rất là đặc biệt. Bằng hướng dẫn người khen thì liên tục được Chúa cho người mới đến. Chúa đem những con đại bàng về. Các anh em ở trong hội thánh được Chúa Ngài ban phước và họ có một cái lực lượng của ban ẩm thực rất là hùng hậu. Và họ đã làm quá điều mà mục sư Bân được họ báo cáo. Ban đầu thì họ chỉ có cái chương trình là đãi cho đại hội những bữa ăn chiều mà thôi. Và cuối cùng là họ đãi hết chỉ trừ ra sáng Chủ nhật, trưa Chủ nhật. Đó là một điều rất là đặc biệt và cảm ơn Chúa. Khi mục sư Sam làm việc với và hầu việc Chúa với các em thanh thiếu niên thì chúng nó nói rằng Chúa Ngài ban phước vì Covid đáng lý ra đại hội đã được tổ chức 2 năm trước, nhưng mà vì Covid thì phải dừng lại hay là dời lại cho đến cuối tuần vừa qua. Và Chúa cho tất cả những sự phát triển của ban hướng dẫn người khen và những người trẻ nó thể hiện ở trong 2 năm qua. Trong cái lúc mà chúng ta thấy như là lùi, thấy như là mình bị ngăn chặn, thấy như là bị cô động, thì Chúa Ngài ban phước và hội thánh cứ tiếp tục phát triển ra ở trong những ngày qua và có một cái ban hướng dẫn người khen rất là mạnh mẽ và tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Vì khi chúng ta bước đi trong đức tin và chúng ta không chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại mà chúng ta tin và công bố cho tương lai của chúng ta với tiếng nói của đức tin, Đức Chúa Trời Ngài trân quý điều đó và Ngài sẽ ban phước. Nhưng tôi hôm nay tôi khuyến khích anh chị em chúng ta cầu nguyện cho hội thánh của Chúa VBC Houston. Chúa Ngài đã bày tỏ ý định của Ngài sử dụng chúng ta trong 3 thập niên qua và Chúa Ngài vẫn tiếp tục sử dụng. Và mỗi một ngày thì Chúa Ngài cho ranh giới, cái tầm ảnh hưởng cũng như những nơi chốn mà Chúa cho chúng ta được dự phần mỗi một ngày một lớn hơn. Đối với liên hữu các hội thánh ân tứ, Chúa Ngài cho phép thì 2024 sẽ được tổ chức ở tại Việt Nam. Ước mơ là sẽ có ít nhất là 3.000 người đến để tham dự. Đó là điều mà chúng tôi tin rằng Chúa Ngài chắc chắn sẽ làm cho. Bởi vì khi chúng ta có khải tượng mà chúng ta dám xin, Đức Chúa Trời Ngài sẽ hành động và Ngài làm việc. Cảm ơn Chúa vì những yếu tố cần thiết đã có mặt. Bây giờ cần sự ban phước của Đức Chúa Trời thì việc chắc chắn sẽ xảy ra. Cảm ơn Chúa. Câu số 4, lời của Chúa truyền lệnh. Đừng sợ. Vì ngươi sẽ chẳng còn bị hổ thẹn. Đừng nản hay là nản chí đó. Vì ngươi không còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn trẻ và không còn nhớ sự nhục nhã ở trong cảnh quá buồn. Bởi vì khi chúng ta có Chúa, Chúa Ngài sẽ ban phước cho chúng ta và Ngài sẽ nâng sừng chúng ta lên. Ngài sẽ làm cho chúng ta ngước đầu nhìn lên. Bởi vì Chúa Ngài ban phước trên chúng ta trong ơn của Chúa. Thứ hai, chúng ta cầu nguyện và cảm tạ Chúa cho tất cả những gì chúng ta cầu xin Chúa thực hiện. Đây là điều mà chúng ta thấy phước hạnh vô cùng. Vì chúng ta khi cầu xin theo ý của Chúa và đời sống của chúng ta thì chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, thì Chúa Ngài làm việc theo nguyên tắc người công bình. Người công bình tại đây không phải là do công đức riêng của chúng ta, nhưng mà do chúng ta được Chúa Ngài tha thứ. Khi chúng ta dọn dẹp đời sống chúng ta một cách sạch sẽ, có tội chúng ta ăn năn, hoặc là đời sống của chúng ta có những lệch lạc chúng ta chỉnh sửa trước mặt Chúa, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Thì xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ thấy cái đời sống cầu nguyện của chúng ta được linh nghiệm. Chúng ta xin tất cả những điều gì chúng ta cầu xin Chúa thực hiện.
Cô-rinh-tô thứ nhì chương 2 câu số 14, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễn hành chiến thắng ở trong đấng Christ. Vì qua chúng tôi, Ngài làm cho hương thơm về sự hiểu biết Ngài lan tỏa khắp nơi. Cảm ơn Chúa, có một hương thơm gọi là hương thơm của sự hiểu biết Chúa. Và cảm ơn Chúa, khi chúng ta kinh nghiệm Chúa và chúng ta làm chứng lại, hương thơm của sự biết Chúa nó đem lại một cái sự khích lệ rất lớn cho anh chị em của chúng ta. Bởi vì rất dễ để chúng ta sẽ bị liệt vào trong hàng của các tôn giáo. Cho nên một trong những điều tôi đang cầu nguyện và xin Chúa Ngài giúp đỡ để giảng dạy và nhắc nhở chúng ta, bị những người ở tại thành Antioch gọi chúng ta là cơ đốc giáo. Chứ thật ra thì chúng ta không phải là cơ đốc giáo. Và nếu chúng ta nhận mình là cơ đốc giáo thì chúng ta sẽ bị thế giới kể chúng ta là một trong những tôn giáo ở trên đất này. Thật ra chúng ta là một vương quốc. Vương quốc thiên đàng, vương quốc của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta sẽ không bị liệt vào trong cùng một loại với các tôn giáo khác. Chúng ta khác xa. Vì chúng ta không được thành lập bởi một giáo chủ là con người. Nhưng mà chúng ta được vua trên muôn vua và chúa trên muôn chúa đem nước của Ngài đến tràn lấn và ảnh hưởng ở trên quả địa cầu này. Hai điều này khác nhau hoàn toàn. Cho nên đừng để cho người ta kể chúng ta là giống như họ, cũng là một tôn giáo giống như họ. Nếu chúng ta nhìn nhận mình là cơ đốc giáo, chúng ta là người của vương quốc của Đức Chúa Trời và chúng ta đang là công dân của một vương quốc. Các tôn giáo khác có giáo chủ, nhưng mà chúng ta là có một vị vua. Vua trên muôn vua, vua của vũ trụ này, là đấng cai trị, là đấng hành động mà chúng ta phục vụ Ngài. Cho nên đây là điều mà chúng ta cách mạng ở trong tư tưởng của chúng ta. Bằng không chúng ta sẽ bị thế gian kể chúng ta như là một trong các tôn giáo ở trên đời này. Và họ sẽ đối xử với chúng ta như là một trong các tôn giáo. Nhưng mà từng hồi từng lúc chúng ta thấy các đầy tớ của Chúa khi nhận biết điều này, họ đã vận hành ở trong đức tin và Chúa Ngài đã làm việc lớn. Lấy thí dụ, chúng ta còn nhớ câu chuyện của mục sư Pô Văn Ghi Chô. Khi ông bị đối diện với một cái thách thức rất là lớn là tiền ở đâu để xây cất một cái nhà thờ lớn nhất thế giới trong lúc bây giờ. Thì khi ông đi đến gặp giám đốc của ngân hàng, thì Chúa dạy ông là đi đến nói chuyện và nói rằng tôi đại diện cho một nước, một vương quốc, và đến nói chuyện với ông. Ông giám đốc ngân hàng hỏi nước gì? Thì mục sư Chô trả lời là nước trời. Và khi ông đưa ra những cái yêu cầu và ở trong cái việc vay tiền để xây cất nhà thờ, thì người ta nói rằng không có đủ tiêu chuẩn. Mà cảm ơn Chúa, thì bởi đức tin và sự vận hành ở trong ơn của Chúa, nhận biết mình là công dân của một vương quốc đời đời. Mà Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn năng. Thì cảm ơn Chúa, chúng ta thấy rằng việc đã xảy ra một cách siêu nhiên. Nhà thờ được cất lên. Và nhiều công tác khác mà chúng ta thấy trải qua bao nhiêu thời đại. Khi nào có những người dám xin, dám tin, thì sẽ thấy những việc lớn của Chúa xảy ra. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa cho tất cả những gì chúng ta cầu xin Chúa thực hiện. Để chúng ta tin và chúng ta kinh nghiệm. Để rồi Ngài khiến cho chúng ta, qua đời sống của chúng ta, Ngài làm cho hương thơm về sự hiểu biết Ngài được lan tỏa khắp nơi. Chỉ có một cái cách duy nhất là chúng ta phải kinh nghiệm Chúa trước, thì chúng ta mới có thể làm chứng lại, chúng ta mới có thể làm cho hương thơm về sự hiểu biết Chúa được lan tỏa ra. Thứ ba, chúng ta cầu xin Chúa Ngài tuôn đổ sự vinh hiển của Ngài trên hội thánh. Ê-sai 2 câu 2 câu 3 chép, trong những ngày cuối cùng, núi của đền Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững ở trên các đỉnh núi, vừa cao hơn các đồi, mọi quốc gia sẽ đổ về đó. Chúng ta thấy hội thánh của Chúa ở trong những ngày cuối rốt. Chúa Ngài sẽ làm cho dân của các nước sẽ tuôn đổ vào ở trong hội thánh của Chúa. Vì hội thánh của Chúa được Chúa Ngài ban phước, núi của đền thờ Đức Chúa Trời sẽ được lập vững ở trên các đỉnh núi, vượt cao hơn các đồi. Cảm ơn Chúa. Mọi quốc gia sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, đến đền thờ của Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối của Ngài và chúng ta sẽ đi trong các nẻo của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa hứa sẽ đến một lúc Ngài sẽ làm công việc đó. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn và lời của Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Chúa Ngài sẽ ban phước và chúng ta sẽ thấy lời của Chúa tiếp tục ảnh hưởng và sẽ hướng dẫn cho nhân loại biết thế nào để có thể sống một đời sống phước hạnh và trong ơn của Chúa. Thứ tư, chúng ta cầu xin Chúa Ngài phục hồi lòng kính mến của Ngài trong tấm lòng của Hội Thánh tại Hoa Kỳ này. Ở trong những ngày qua có những giây phút mà Chúa Ngài làm cho
Hội thánh của Chúa phải dừng lại và soi gương để chúng ta thấy cái thực tại. Chúng ta thấy rằng nếu đem đến chỗ để cân đo thì hội thánh của Chúa tại Hoa Kỳ đã bị thiếu, bị hụt. Nhưng mà tin rằng Chúa Ngài đang chuẩn bị để đem lại sự tươi mới, sự bứt phá xảy ra. Chúng ta sẽ thấy những cái mảnh nó văng ra tung tóe, bởi vì sự bứt phá như là một cái sức mạnh tống, và chúng ta thấy rằng đục thủng một cái lỗ xuyên qua vách tường hay là vách núi thì chúng ta thấy rằng sẽ có những mảnh nó văng ra. Vì chúng ta tin rằng Chúa Ngài đang làm công việc này. Khi thế giới tối tăm và những người chống Chúa đang tức giận thì chúng ta biết chắc rằng đây đúng là điều mà Chúa Ngài đã ban phước và Ngài hướng dẫn. Hôm thứ Sáu vừa qua, 24 tháng 6, thì chúng ta thấy rằng mặc dù tin tức đã bị ròn rỉ, thì chúng ta thấy là chúng ta biết là điều này sẽ xảy ra. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chính thức thì hôm thứ Sáu tối cao pháp viện đã lật lại cái hay là phủ quyết cái vụ kiện của Roe and Wade. Cảm ơn Chúa. Đây là một trong những phán quyết mà Wall Street Journal gọi là một trong những hậu quả nặng nề nhất ở trong ký ức hiện tại. Tức là họ chưa bao giờ thấy cũng cái chuyện lại như vậy. Vì tòa án tối cao đã loại bỏ quyền phá thai theo hiến pháp. Vì nó vi phạm hiến pháp khi họ làm công việc đó. Nhưng mà các thế hệ trước thì chúng ta thấy 50 năm trước, người ta đã ký như là một cái điều hợp pháp để một người tham dự vào trong công việc phá thai. Nhưng mà cảm ơn Chúa cho phán quyết vừa qua của tối cao pháp viện. Qua cái phán quyết trong vụ kiện giữa Dobbs, kiện tổ chức y tế phụ nữ Jackson, ủng hộ luật của tiểu bang Mississippi cấm phá thai sau khi thụ thai được 15 tuần. Và người ta tin rằng lúc bây giờ thai nhi đã có nhịp tim và đã có cảm giác. Cho nên khi bị thuốc độc, hoặc là bị máy, hoặc là bị ống hút mà vỡ ra từng mảnh như vậy, thì thai nhi rất là đau đớn. Cũng giống như là người có một cảm xúc, như là một người đã được sanh ra khỏi lòng mẹ. Và kinh hoàng hơn nữa là chúng ta thấy các năm gần đây, con số các tiểu bang là họ cho phép phá thai lên đến giờ phút cuối. Mà kinh hoàng hơn nữa là thống đốc của tiểu bang West Virginia mà chúng ta đã thấy 2 năm về trước, ông đã tuyên bố một điều mà chúng ta thấy rất là kinh hoàng, đó là bé sanh ra, tắm rửa nó sạch sẽ, cuốn nó vào trong cái khăn, cha mẹ có thể ngồi, rồi lúc bây giờ vẫn còn có quyền để quyết định là nó sống hay chết. Đã sanh ra khỏi lọt lòng mẹ rồi, nhưng mà vẫn còn có quyền để có thể phá. Thật ra thì không còn phá nữa, mà là giết người. Nhưng mà họ đồng ý và ảnh hưởng như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa cho Tổ cao pháp viện Hoa Kỳ với cái số phiếu tỷ lệ là 6/3 đã thắng bởi đa số để lật lại cái vụ kiện của Rose và Wade. Đã khen Chúa. Vì chúng ta biết rằng có những thẩm phán theo như những người liberal, thì ba người đó đã chống. Đó là Stephen Breyer, bà Sonia Sotomayor và Ellen Kagan. Họ không đồng quan điểm. Đó là ba số chống. Và cảm ơn Chúa, ý kiến của đa số qua sự hướng dẫn lãnh đạo của Samuel Alito thì chúng ta thấy rằng đã thắng và luật đã ban hành. Cảm ơn Chúa. Đối với tôi thì phán quyết này của tối cao pháp viện Hoa Kỳ là một cái sự đại diện cho đất nước này nói lên lời ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì từ năm 1973 cho đến thứ Sáu vừa qua thì khi người ta cho việc tự do phá thai và cho rằng đó là hợp theo tính hợp pháp của hiến chương của nước Mỹ này, thì đã có 63 triệu thai nhi đã bị giết. That's a lot. 63 triệu. Ở dưới thời của Tổng thống Donald Trump, chúng ta thấy người ta đã vạch trần một số những cái mẫu âm thanh mà những người ở những cái điểm phá thai họ nói chuyện với nhau. Đó là sau khi phá, và phải phá như thế nào để giữ cho những cái mảnh nó được lớn đủ để họ sẽ bán
nội tạng của bé, của thai nhi. Bởi vì họ muốn thu thập một cái số tiền lớn để có thể mua xe thể thao, xe sport để chạy. Chúng ta thấy trong muôn loài Đức Chúa Trời dựng nên loài người chúng ta là thượng đẳng, bởi vì được dựng nên theo ảnh tượng Đức Chúa Trời, giống như Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi xử sự ở trong tội lỗi thì chúng ta thấy còn tệ hơn một con thú. Không còn có lương tâm mà cũng không còn có một chút gì là con người. Thật là bất nhân. Nhưng mà cảm ơn Chúa, vì Chúa Ngài đã sử dụng các chánh án để làm công việc mà đáng lý hội thánh của Chúa phải làm. Thì cảm ơn Chúa là sau 50 năm tranh đấu thì cuối cùng Chúa Ngài có cho chúng ta thấy được việc đã bắt đầu có sự chuyển mình. Mặc dù vậy chúng ta thấy rằng đang có một cái sự chống trả quyết liệt. Nhưng mà tôi tin rằng khi hội thánh của Chúa amen với tối cao phát biện, hạ mình xuống ăn năn và xin Chúa Ngài tha thứ và xin quyết Đức Chúa Giêsu chuộc lại tội lỗi hết sức là kinh hoàng này, thì đất không còn bị rủa xả nữa, thì chúng ta sẽ thấy những sự bứt phá lớn lao sẽ xảy ra. Vì phá thai là một trong những cái tội làm ô uế đất, đem lại sự rủa xả. Có bốn cái tội làm cho ô uế đất, đó là tội thờ hình tượng, khi hình tượng được dựng lên ở khắp nơi. Thứ hai đó là gian dâm ngoại tình. Đất đã bị ô uế như thế nào bởi loạn luân, thú tính, số dâm ô và các tội lỗi tình dục khác. Và chúng ta thấy rằng đã làm cho đất này ô uế. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ chuộc lại khi chúng ta hạ mình ăn năn cầu nguyện và cầu xin để Chúa Ngài sẽ phục hồi hội thánh của Chúa ở tại Hoa Kỳ này. Tội thứ ba là đổ máu vô tội. Và chúng ta biết rằng 63 triệu thai nhi thì thật là máu vô tội đó. Tại vì các bé, các thai nhi chưa bao giờ phạm tội. Nó chưa có cơ hội để lên tiếng hay là có thể binh vực chính mình. Đúng là máu vô tội, cần được sự tha thứ. Mặc dù người ta nói rằng cái quyền phá thai là cái quyền tự do của một người phụ nữ. Và có một cái tiếng nói là các chánh án vừa mới làm một công việc barbarian, tức là chúng ta thấy họ nói như là mang ri mọi rợ. Không cho phép phá thai thì họ gọi là mang ri mọi rợ. Nhưng mà chúng ta thấy ở tại đây, giết người hay là giết thai nhi, trong một số trường hợp giết chính con của mình, không cho nó cơ hội chào đời thì họ cho đó là văn minh. Đúng là ma quỷ đã làm cho cái nhìn của con người chúng ta thấy đã lệch lạc một cách hết sức là kinh hoàng. Điều thứ tư làm cho ô uế đất đó là phá vỡ các giao ước. Và cảm ơn Chúa, chúng ta đã nhớ phong trào mà Chúa Ngài đã ban phước và đã thấy diễn ra khi các giao ước, các khế ước giữa người da trắng với những người thổ dân da đỏ ở tại Mỹ này đã có những cái sự ăn năn và tha thứ vì những giao ước trước đây đã được giải quyết. Rồi chúng ta thấy tất cả những cái điều kiện cần có để Đức Chúa Trời có thể ban phước ở trên đất nước Mỹ này, đất nước Hoa Kỳ này, hội thánh của Ngài cũng sẽ được ban phước. Chúng ta thấy gần như hội đủ và đang chờ đợi. Nhật bằng dân sự ta là dân được gọi bằng danh ta. Hạ mình xuống, bỏ con đường ta và trở lại. Thì ta trên trời sẽ nghe, sẽ tha thứ cho họ và cứu xứ khỏi tai vạ. Chúng ta tin rằng xăng sẽ xuống, không còn tiếp tục lên giá leo thang, vật giá leo thang sẽ được giải quyết khi hội thánh của Chúa ăn năn và xin Chúa Ngài tha thứ, đứng vào trong vị trí của những người cần được sẽ tha thứ, là chúng ta cầu thai, xin Chúa Ngài thương xót. Để tôi tin rằng sẽ có những việc lớn lao xảy ra. Và chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta để chúng ta thực hiện công việc đó. Thứ năm, chúng ta công bố không còn có quyền lực nào của bóng tối, vũ khí được chế tạo ra để chống lại bạn cũng như hội thánh được thành công. Ê-sai 54:17, nhưng tất cả vũ khí được chế tạo để chống lại ngươi đều không thành công. Ngươi sẽ định tội mỗi lưỡi nổi lên kiện cáo ngươi. Đó là cơ nghiệp của các đệ tớ của Đức Giê-hô-va và sự công chính của họ do ta ban cho. Cái cơ nghiệp mà Chúa Ngài ban cho chúng ta đó, đó là tất cả những cái vũ khí mà đã được chế tạo ra để chống lại, nó sẽ không thành công. Những miệng lưỡi định tội chúng ta, nổi lên kiện cáo chúng ta cũng sẽ bị dập tắt. Đó là phần thưởng, đó là cơ nghiệp mà Chúa Ngài ban cho chúng ta là những người thuộc về Chúa. Anh chị em là con cái của Chúa, Chúa hứa rằng Ngài binh vực chúng ta, và đây là một trong những cách Chúa Ngài binh vực chúng ta. Đó là phần gia tài của chúng ta đó. Cho nên chúng ta không cần phải làm cái công việc trả thù hay là rủa xả lên người khác. Công việc của chúng ta là cứ bước đi và nhờ cậy Chúa tha thứ và không để cho những cái lời rủa xả vô cớ nó làm cho chúng ta bị mất tinh thần.
Bởi vì những lời rủa xả vô cớ, như chim én không phải nó bất cứ chỗ nào nó cũng đậu, thì những lời rủa xả một cách vô cớ nó cũng không đáp đậu ở trên chúng ta nếu chúng ta không cay đắng và không rủa xả trở lại, thì Chúa ngài sẽ binh vực chúng ta. Thứ sáu, chúng ta công bố mọi Goliath đang đứng ở giữa chúng ta và thiên mệnh của chúng ta phải ngã sập. Chúng ta công bố vũ khí của quyền lực tối tăm, mọi quyền lực của quỷ dữ đang hoạt động ở trong đời sống của chúng ta bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng ta công bố sự chết ở trên mọi Goliath của ốm đau, của bệnh tật, của thất bại, của hiếm muộn, của nghèo thiếu ở trên đời sống của chúng ta. Xin lỗi anh chị em, chúng ta xin ghi chép thêm ở phần số 5 thì chúng ta thấy những người lãnh đạo, những nghị sĩ, những người dân biểu của đảng Dân Chủ, từ hôm thứ Sáu cho đến bây giờ họ đã lên tiếng khuyến khích dân chúng bạo động. Và ba điểm mà họ sẽ tấn công, thì một trong điểm đó là các nhà thờ của Tin Lành. Vì tại cái chỗ này đó mà mới có cái vấn đề người ta được yểm trợ tinh thần để có thể đem đến cái sự chống đối, và các chánh án mới đưa đến cái phán quyết mà họ không biểu ý. Cho nên nhà thờ sẽ là một trong những điểm mà họ khuyến khích là nên đến phá phách vân vân. Chúng ta thấy chưa từng có ở trong lịch sử của nước Mỹ này mà hiện tại đang có, là những người dân biểu, những người nghị sĩ, đáng lý ra là những người làm ra luật mà, họ là lawmaker. Nhưng bây giờ thì họ đang làm rất là nhiều điều phá luật. Thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài cũng sẽ khiến cho hội thánh của Chúa trỗi dậy và sử dụng cái quyền công dân của mình để đi bỏ phiếu, để sẽ làm một cái quyết định là chúng ta trao cái thẩm quyền để hướng dẫn đất nước này vào trong tay của những người kính sợ Đức Chúa Trời. Còn những người chống Chúa thì xin Chúa cho để họ sẽ không được thỏa lòng và làm những công việc vô lý của họ. Chúng ta công bố mọi Goliath đang đứng ở giữa chúng ta và thiên mệnh phải bị đánh hạ. Chúng ta còn nhớ trong Samuel chương 17 từ câu 1 cho đến câu số 11, câu 25 và câu 44 đến 46, để rồi chúng ta sẽ bước vào trong thời giờ cầu nguyện. Dân Philippines nhóm hiệp các đạo binh của mình đang làm giặc. Chúng nó hiệp tại Soko thuộc về xứ Juda và đóng trại tại Ephedamin giữa Soko và Aseka. Saul và người Israel cũng nhóm hiệp đóng trại tại trũng Ela và dàn trận cùng dân Philippines. Dân Philippines đứng ở trên núi phía này, còn Israel đứng ở trên núi phía kia, trũng phân cách họ. Bây giờ có một người lực sĩ từ trại quân Philippines mà ra, tên là Goliath quê ở Gath. Bề cao người 6 thước 1 gang, người đội mão đồng trên đầu, mặc áo giáp đồng dạy cá, nặng 5,000 siết lơ và những ủng đồng, sau lưng treo một cây lao đồng, cán của cây lao hắn như là cái trục của sợi dệt cưỡi, và mũi của cây lao này nặng 600 siết lơ. Kẻ giác binh khí của hắn đi trước hắn. Vậy hắn ra đứng kêu la cùng đội ngũ của Israel rằng: cớ sao các ngươi ra bài trận? Ta há chẳng phải là người Philippines, còn các ngươi là tôi tớ của Saul sao? Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. Nếu khi đấu địch cùng ta, hắn trỗi hơn ta và giết ta, thì chúng ta sẽ làm tôi tớ các ngươi. Nhưng nếu ta trỗi hơn hắn và ta giết hắn, thì các ngươi sẽ làm tôi chúng ta và hầu việc chúng ta. Câu số 10, người Philippines lại còn nói rằng: phải ngày nay ta thách lời này cho đội ngũ của Israel. Hãy khiến một người ra đặng chúng ta đấu địch cùng nhau. Saul và cả Israel nghe những lời này của người Philippines thì lấy làm hoảng hồn và sợ hãi lắm. Câu 25, các ngươi có thấy người đó xông tới chăng? Hắn đến đặng sỉ nhục Israel. Nếu ai giết được hắn thì vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả con gái của mình cho người đó và miễn sau thế cho nhà cha của người ấy ở trong Israel. Cảm ơn Chúa. Cuối cùng thì Chúa ngài đã cho một người đứng lên để đối địch với Goliath trong 44 và 45. Và tiếp rằng: hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. David đáp cùng người Philippines rằng: ngươi cầm gươm giáo và lao mà đến cùng ta, còn ta nhân danh Đức Giêsu vạn binh mà đến, tức là Đức Giê-hô-va, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào trong tay của ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thay của đạo binh Philippines cho chim trời và thú vật của đất. Cảm ơn Chúa, Chúa ngài đã làm điều đó. Mặc dù giống như là ngày hôm nay chúng ta thấy có một cái lực chống đối như dân Philippines ngày xưa nhóm hiệp các đạo binh của mình đang làm giặc. Người Chúa ngài sẽ ban phước và chúng ta cầu nguyện. Họ công bố, như David đã công bố, thì tất cả những Goliath đang đứng ở giữa chúng ta và thiên mệnh của chúng ta phải ngã sập. Chúa ngài ban phước và chúng ta sẽ thấy điều đó. Rồi chúng ta sẽ thấy tất cả những gì Chúa ngài đã định cho chúng ta, thiên mệnh mà Chúa ngài đã định cho chúng ta sẽ bước vào.
con cái của chúng ta cũng sẽ bước vào thiên mệnh mà Chúa đã định cho gia đình của chúng ta, cho con cái của chúng ta. Amen, những người cha. Thì chúng ta đã từng đứng lên và chúng ta tuyên bố như Giô-suê đã tuyên bố, ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Hãy chiến đấu cho gia đình của mình và xin Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ bước vào thiên mệnh mà Chúa ngài cho. Chúng ta và gia đình của chúng ta sẽ được phước của Chúa và được Chúa ngài sử dụng trong ơn của Chúa. Amen, anh chị em. Xin Chúa ngài ban ơn và chúng ta trong thời gian này sẽ bước vào trong thời gian cầu nguyện. Anh chị em tìm một người bạn đồng đội và chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện những điều này và xin Chúa ngài ban phước cho để mỗi người có thể chọn ba phần mà chúng ta có thể cầu nguyện. Và sau đó thì khi anh chị em chia nhóm để cầu nguyện thì chúng tôi cảm ơn Chúa và chúng tôi sẽ cầu nguyện lớn tiếng để các anh em của chúng ta ở xa cũng có thể amen với chúng ta. Chúa ban phước cho chúng ta thì giờ thật là phước hạnh để chúng ta cầu nguyện ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, ngợi khen Chúa của chúng con. Đấng đã yêu thương, đã dạy dỗ cho chúng con. Đấng có quyền và có khả năng để ban cho chúng con những điều lòng của chúng con ao ước. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài qua tiên tri Esai đã giúp đỡ cho những người thiếu hụt bắt đầu công bố sự đầy đủ và dư dật của mình. Những người đang ở những chỗ chật hẹp được Chúa ngài truyền lệnh cho phải nới rộng và căng dây đóng cọc cho thật chắc để trong quá trình mở rộng luôn luôn được vững vàng. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện và công bố điều này trên VBC Houston. Hội thánh của Chúa sẽ kinh nghiệm tiếng cười và sự vui mừng ở trong mùa này và những ngày tương lai. Cầu nguyện Chúa ngài để sự tăng trưởng và trưởng thành thật sự diễn ra ở trên mọi hội viên của hội thánh của Chúa. Xin Chúa ngài giúp đỡ để những chỗ son sẻ sẽ được Chúa ngài ban ơn và chúng con sẽ thấy được kết quả một cách lớn lao ở trong ơn của ngài, khiến cho chúng con kết quả như Chúa ngài đã định, như Chúa ngài đã nhắc nhở. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả hầu cho trái của các ngươi thường đậu luôn. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con sẽ bước đi theo tiếng gọi của Chúa và sự ban phước của ngài. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn Chúa dòng để chúng con sẽ luôn luôn kinh nghiệm Chúa ngài sức dầu tươi mới. Ngài ban cho chúng con mã hoa hơn là tro bụi. Ngài ban cho chúng con chiếc áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Nguyện xin Chúa ngài cho để chúng con sẽ kinh nghiệm tiếng cười và sự vui mừng ở trong mùa này và những ngày tương lai ở trong ơn của Chúa. Cầu nguyện để sự tăng trưởng, được kết quả trong đời sống của chúng con, cả tâm linh lẫn thể xác sẽ được Chúa ngài ban phước và chúng con sẽ thấy phước hạnh của ngài tuôn tràn ở trong ơn của ngài. Sự tăng trưởng và sự trưởng thành, ô là Chúa xin ngài giúp đỡ để chúng con sẽ thấy có một sự tăng trưởng tương đương theo tỷ lệ của tuổi tác thuộc linh ở trong ơn của ngài, để chúng con sẽ không có những người nhiều năm đi theo Chúa nhưng vẫn ấu trĩ thuộc linh, nhưng mà Chúa ngài ban cho để chúng con thấy sự trưởng thành một cách hiển thực, sự tăng trưởng một cách rõ ràng ở trong đời sống của mỗi một chúng con. Chúa giọng hầu cho chúng con thấy hết thảy anh chị em chúng con thuộc về VBC Houston được Chúa ngài ban phước, được chúng con được Chúa ngài ban cho ở giữa những cái sự sức dầu và ban ơn của ngài, lời của Chúa được dạy dỗ, được huấn luyện, thì chúng con thấy anh chị em chúng con khi được nuôi dưỡng bằng lời của ngài sẽ tăng trưởng, sẽ lớn lên một cách hiển thực ở trong ơn của ngài. Bởi ơn của Chúa cho giáo chúng con thấy được tất cả đều sẽ được Chúa ngài nâng cấp ở trong những ngày sắp đến, để chúng con thấy sự ấu trĩ thuộc linh sẽ bị xóa đi và sự trưởng thành ở trong ơn của Chúa sẽ đến trên hết thảy anh chị em của chúng con. Chúng con cảm ơn ngài, xin Chúa ngài ban phước để những ai còn chậm bước sẽ sớm theo kịp, để chúng con sẽ cùng nhau nhịp nhàng ở trong nhịp bước quân hành của đạo quân lớn mà Chúa ngài sẽ dấy chúng con lên để tiếp tục làm những công việc mà Chúa đã định cho hội thánh của Chúa, cho VBC Houston ở trong những ngày chúng con được Chúa ngài ban phước. Chúng con công bố thời kỳ của ơn Chúa cho đời sống của anh chị em của chúng con là ngay bây giờ. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn. Chúng con công bố ngay bây giờ Chúa ngài hành động theo như lời của Chúa hứa. Khi chúng con hồi đủ điều kiện, khi chúng con nới rộng, khi chúng con mở rộng, xin Chúa ngài cho chúng con mở rộng. Sức chứa của chúng con được Chúa ngài ban cho một cách lớn rộng càng hơn, để chúng con không để cho chật hẹp, mà chúng con sẽ mở rộng ra sẵn sàng để đón nhận những phước hạnh mà Chúa ngài ban cho. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn để dòng dõi của chúng con sẽ chiếm các nước làm cơ nghiệp và chúng con sẽ được Chúa ngài sử dụng những người tân tín hữu cũng như con cái chúng con thế hệ kế thừa sẽ làm cho các thành quan vu trở nên đông dân ở. Chúng con cảm ơn ngài. Cảm ơn Chúa vì lời hứa và truyền lệnh truyền của ngài, đó là chúng con đừng sợ vì chúng con chẳng bị hổ thẹn. Chúng con đừng chán nản vì chúng con không còn xấu hổ nữa. Và Chúa ngài bảo chúng con hãy quên điều sỉ nhục lúc còn trẻ. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì quá khứ của chúng con như thế nào thì Chúa ngài có quyền để có thể thay đổi, và ngài sẽ khiến cho tương lai của chúng con tràn đầy niềm vui, hy vọng và phước hạnh ở trong ơn của Chúa, vì sẽ không còn nhớ đến sự nhục nhã trong cảnh quá buộc
nên chúng con sẽ kinh nghiệm là một đất nước, là một hội thánh mà Đức Chúa Trời của chúng con và Đấng sẽ cai trị, sẽ dẫn dắt chúng con, vì chồng của chúng con là Đấng tạo hóa. Cảm ơn Chúa vì không còn là một người quá bùa nữa, và đời sống của chúng con có sự hiện diện của Chúa toàn năng dẫn dắt ban phước cho chúng con, và hội thánh của Chúa sẽ được chính Chúa Ngài dẫn dắt và ban ơn. Vì lời của Chúa hứa với chúng con rằng như Đấng Christ yêu thương hội thánh, phó chính mình Ngài vì hội thánh, lấy nước và rửa để hội thánh được tinh rồng, được Chúa Ngài ban phước trong ơn của Ngài. Chúng con hoan nghênh công việc của Chúa mà chúng con công bố trong thời gian này. Chúng con sẽ không còn hiếm muộn nữa. Chúa Ngài ban phước để sanh sôi nảy nở phát triển một cách lan rộng ra trong ơn của Ngài. Và các đệ tớ của Chúa, các con cái của Chúa đang nhóm lại với chúng con online, thì chức vụ đời sống hội thánh của họ cũng sẽ kinh nghiệm được sự phát triển như vậy, vì Chúa là Đấng ban cho chúng con niềm vui, kinh nghiệm của những nụ cười, của sự thỏa lòng, vui mừng ở trong mùa mà Chúa Ngài ban phước cho chúng con một cách phước hạnh. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa cho tất cả những gì mà chúng con cầu xin, Chúa đều thực hiện. Ngợi khen Chúa của chúng con, và Ngài cho phép chúng con được vinh dự để thấy sự đáp lời của Chúa ở trong những điều mà chúng con cầu xin. Chúng con cảm tạ Chúa là Đấng luôn dẫn đầu chúng con trong cuộc diễn hành chiến thắng ở trong Đấng Christ. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban phước cho, và Ngài đi trước dẫn đường chúng con để cuộc diễn hành này sẽ được bày tỏ ra sự đắc thắng của Chúa. Cảm ơn Chúa, Ngài cho chúng con sẽ được vinh dự này luôn luôn. Để qua chúng con, Ngài làm cho hương thơm về sự hiểu biết Ngài sẽ được lan tỏa ở khắp mọi nơi. Xin ban ơn Chúa giọng để đời sống của chúng con, của hội thánh của Chúa, của hết thảy anh chị em của chúng con sẽ là một lời làm chứng hết sức tốt đẹp, vì chân lý lời của Ngài khi được áp dụng trong đời sống của chúng con, được trở lại làm những nguyên tắc chỉ đạo cho hội thánh của Ngài, thì phước của Chúa đã đổ ra như thế nào, hầu cho qua chúng con thì hương thơm của sự nhận biết Chúa sẽ được lan tỏa ở khắp mọi nơi. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu xin Chúa Ngài tuôn đổ sự vinh hiển của Ngài trên hội thánh. Ôi chúng con cảm ơn Ngài, vì Chúa Ngài đã định hội thánh của Chúa được vinh hiển ở trong những ngày cứu rỗi này. Xin cho chúng con sẽ thấy được những điều đó ở trong ơn của Chúa. Và trong những ngày cuối cùng, núi của đền của Đức Sơ-va sẽ được lập vững ở trên đỉnh núi. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài sẽ tiếp tục cất nhắc, hậu thuẫn và sẽ khiến cho hội thánh của Chúa ở trong những ngày cuối rốt này mỗi một lúc được trỗi cao, được tôn trọng. Tất cả những điều mà những ngày tháng qua chúng con thấy loài người cũng như thế gian hệ thống đã xem thường hội thánh của Chúa, thì chính Chúa Ngài sẽ làm việc bởi sự cất nhắc của Chúa, và chúng con thấy hội thánh của Chúa lại đứng vào trong vị trí được Chúa Ngài sử dụng và ban phước. Để qua hội thánh của Chúa, chúng con thấy sẽ có những lời của Chúa dấy lên ban cho, để chúng con thấy một thế hệ có tính cách tiên tri sẽ nói những lời có tính cách tiên tri vào trong đời sống và cách để hướng dẫn đất nước của những người lãnh đạo, những người lãnh tụ. Bởi ơn của Ngài, Chúa Giáo sẽ có sự cố vấn từ nơi những đầy tớ của Chúa, hội thánh của Ngài, để chúng con sẽ thấy rằng như năm xưa khi một vị vua muốn tìm biết về Đức Chúa Trời sẽ đến với những tiên kiến, với tiên tri của Chúa để nhận sự dẫn dắt, bởi vì đây là những gạch nối để có thể bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời, đường lối của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài phục hồi địa vị này và khiến cho hội thánh của Chúa ở trong những ngày cuối rốt này, khi được Chúa Ngài cất nhắc lên, chúng con cũng sẽ là những người bước đi ở trong phước hạnh của Chúa và san sẻ đường lối của Chúa cho đất nước, cho xứ sở. Vì Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối của Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo của Ngài, vì luật pháp sẽ ra từ Sion và lời của Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Jerusalem. Chúng con cảm ơn Chúa vì luật pháp, vì lời của Ngài sẽ được tuôn đổ trên hội thánh của Chúa, và từ hội thánh của Chúa sẽ san sẻ ra ở trong ơn của Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để chu kỳ này sẽ được lặp đi lặp lại luôn luôn, hầu cho chúng con thấy chúng con không sống một cách mù tối, nhưng có sự dẫn dắt thiên thượng, và qua đời sống của chúng con và hội thánh của Chúa, chúng con sẽ thấy những việc lớn lao sẽ xảy ra ở trong ơn của Ngài, và sự tôn trọng sẽ được trở lại với hội thánh của Ngài, vì đất nước, vì xứ sở, vì lãnh đạo của quốc gia nhận biết như trong thời của tiên tri Elise, biết rằng Chúa Ngài ban phước, Ngài hướng dẫn, thì họ phải bối rối khi thấy rằng khi họ làm những công việc nghịch lại với đường lối của Chúa, hay là luôn cả những bàn luận của những công việc ác, thì Chúa Ngài bày tỏ ra cho tiên tri của Ngài, và cuối cùng chúng con thấy sẽ đem lại một sự kinh sợ đối với tiên tri của Chúa, thì biết rằng họ không thể nào giấu được người của Đức Chúa Trời, họ không thể nào qua mặt, họ không thể nào lập ra những nghị luật rồi bỏ phiếu ở trong bóng tối, nhưng mà sẽ có một sự
nể sợ, họ thánh của Chúa. Vì Chúa ngài ban cho chúng con thẩm quyền cao nhất ở trong thành phố mà Chúa ngài đặt để chúng con. Chúng con ngợi khen ngài, chúng con chúc tụng ngài. Cảm ơn Chúa. Và chúng con nguyện xin Chúa ngài ban và phục hồi lòng kính mến ngài ở trong tấm lòng của hội thánh của Chúa tại Hoa Kỳ này. Ôi Chúa, chúng con đứng vào trong vị trí của những người lãnh đạo, những mục sư. Và chúng con ăn năn, chúng con xin Chúa ngài tha thứ cho những người lãnh đạo của các hệ phái của những hội thánh. Và chúng con ngày hôm nay thấy được sự thỏa hiệp đã đi đến chỗ hết sức kinh hoàng. Hội thánh chấp nhận, hội thánh yểm trợ những điều mà chúng con thấy rằng lời của Chúa bày tỏ, chúng con thấy đó là việc tầm tối, những điều đồi bại ở trước mắt của ngài. Hôm nay Chúa xin ngài ban phước và có một sự phục hồi lớn lao trên hội thánh của Chúa, để chúng con thấy sẽ có một sự trở lại lòng kính sợ Chúa, yêu mến ngài như tình yêu ban đầu sẽ được lặp lại. Mình xin Chúa ngài ban ơn để chúng con hội thánh của Chúa ở trên đất nước Hoa Kỳ này sẽ có một sự trở lại với Chúa một cách lớn lao trong những ngày sắp đến. Tất cả các hệ phái sẽ trở lại với Chúa của mình, trở lại để sống theo đường lối và luật pháp của vương quốc của Đức Chúa Trời. Thì chúng con thấy sẽ được Chúa ngài ban phước, mở rộng ra trong ơn của ngài. Lạy Chúa, chúng con quyết tâm bỏ con đường tà, quay trở lại cùng Chúa. Xin ban ơn Chúa giáo và mở rộng những sứ điệp ở tại các bục giảng đang được Chúa ngài sức dầu, để chúng con sẽ thấy có lời của Chúa được rao giảng ra. Luật pháp của Chúa sẽ được chỉ ra qua sự dẫn dắt, để luật của Thánh Linh sẽ dẫn dắt hội thánh của Chúa hoạt động trong tất cả mọi việc nằm ở trong sự dẫn dắt của ngài, ở trong ơn của Chúa. Để chúng con thấy sẽ có một sự trở lại, để chúng con sẽ nhận biết, hội thánh sẽ nhận biết mình sa sút từ đâu, để có thể quay trở lại cùng Chúa, bỏ con đường tà, hầu cho Chúa ngài có thể trở lại với hội thánh của Chúa, cai trị và dẫn dắt, và phước của ngài sẽ tuôn tràn ở trong ơn của ngài. Cảm ơn Chúa vì ngài nghe lời cầu nguyện, ngài đã ban phước, và chúng con thấy những điều thật là lạ lùng mà Wall Street Journal đã gọi là một trong những hậu quả nặng nề nhất ở trong ký ức hiện tại. Vì họ không biết, họ không biết phước hạnh mà Chúa ngài có thể mang đến khi một đất nước, một dân tộc giải quyết những điều làm ô uế đất, ngài có thể ban phước và ngài có thể hành động, bởi vì ngài được quyền tự do. Và trước tòa án của thiên đàng, kẻ kiện cáo không có quyền để kiện cáo nữa, bởi vì đã có một sự ăn năn quay trở lại cùng ngài. Nên chúng con công bố Chúa ngài sẽ ban phước trên hội thánh của Chúa ở tại Hoa Kỳ này, tiếp tục phát triển, tiếp tục được Chúa ngài sử dụng để làm tiếng nói, đem lại đường lối và phước hạnh của Chúa trên đất nước này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con công bố không có quyền lực nào của bóng tối, vũ khí nào được chế tạo ra để chống lại chúng con cũng như hội thánh của Chúa được thành công. Chúng con cảm ơn Chúa vì đây là phần thưởng, đây là cơ nghiệp mà Chúa ngài ban cho các đầy tớ của Đức Giê-hô-va, và sự công chính của họ do chính Chúa ngài ban cho. Cảm ơn Chúa bởi huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi chúng con được tha thứ bởi ơn của ngài, và chúng con là được ở trong vị trí mà Chúa có trọn quyền pháp lý để gìn giữ bảo vệ chúng con. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn để tất cả những cái vũ khí được chế tạo ra để chống lại chúng con, chúng con công bố trong thời giờ này theo như lời của Chúa ngài đã định. Chúng con công bố tất cả những vũ khí, tất cả những vũ khí được chế tạo ra để chống lại chúng con, nó sẽ bị vỡ tan tành, nó không được thành công. Chúng con ngợi khen ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa ngài sẽ ban phước, và bởi lời của ngài, bởi sự khôn ngoan thiên thượng, mà chúng con sẽ là những người sẽ định tội, môi lưỡi nổi lên kiện cáo chúng con, vì đó là cơ nghiệp mà Chúa ngài ban cho. Nên chúng con ngợi khen Chúa, và chúng con công bố lời của ngài rằng Chúa ngài binh vực chúng con, và ngài sẽ làm cho chúng con được vinh hiển. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng công bố mọi Goliath đang đứng giữa chúng con và thiên mệnh mà Chúa ngài đã đặt ở trên đời sống của chúng con, những tên Goliath này phải ngã sấp mặt xuống, bởi vì Chúa ngài binh vực chúng con ở trong ơn của ngài. Tất cả những vũ khí toàn nghịch lại cùng với hội thánh của Chúa, tất cả những đường lối lãnh đạo của các đảng chính trị đang chống đối hội thánh của Chúa và hăm he tấn công hội thánh của ngài, các nhà thờ, thì lại Đức Chúa Trời của chúng con công bố rằng tất cả những ý định, những kế hoạch đó, những vũ khí đó, nó sẽ không được thịnh lợi và nó bị vô hiệu quả ngay trong thời giờ này ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của ngài. Mọi quyền lực của quỷ dữ đang hoạt động trong đời sống của chúng con phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng con công bố sự chết của Goliath, của những tên khổng lồ, của ốm đau, của bệnh tật, của thất bại, của hiếm muộn, của nghèo thiếu ở trên đời sống của chúng con, nó sẽ ngã sấp mặt xuống ở trong ơn của ngài. Và lạy Chúa, như lời của Chúa mà David đã công bố với Goliath, lại đây ta sẽ ban thịt của ngươi cho chim trời và thú động,
David đáp lại với người Philistine rằng: ngươi cầm gươm giáo mà đến cùng ta, còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, và ta công bố quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ lên tiếng và chống nghịch lại với tất cả những nỗ lực ngăn trở hội thánh của Chúa phát triển ở trong ơn của Chúa. Tất cả những ý định, tất cả những chương trình chống lại, tất cả sẽ bị ngã rụng vì Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước thì ai có thể rủa xả được. Đức Chúa Trời Ngài đã định là phải phát triển kết quả và phước hạnh thịnh vượng thì làm sao có sự nghèo đói được. Cho nên trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những lực chống đối, những lực nghịch lại phải ngã sấp trong thời giờ này, như Goliath đã sấp mặt xuống vì một viên đá, vì một cái tranh ném đá, đã ném một viên đá trong sự dẫn dắt, trong sự sức giàu của Chúa, trong danh Đức Giê-hô-va vạn quân, thì cũng có thể xuyên thấu mão đồng và khiến cho Goliath viên đá thấu vào trong trán và ngã sập mặt xuống và chết một cách tức khắc. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con xin tất cả những tên khổng lồ của chống đối, của khó khăn, của tất cả mọi việc sẽ không được thuận lợi nữa, nhưng mà Chúa Ngài sẽ ban phước và chúng con sẽ thấy kết quả ở trong ơn của Ngài. Những gì đến để toan định tấn công chúng con sẽ bị đánh hạ, và chúng con sẽ thấy sẽ không còn nhắc đến nó nữa, và sẽ không còn có ai nói đến công việc của chúng nó nữa, bởi vì Chúa Ngài chiến cự cho chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Ngài. Cha giáo, chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con công bố trong thời gian này, xin Chúa Ngài làm thành tất cả đời sống của những người con dân Chúa sinh hoạt ở trong ơn của Chúa, ở trong vị trí của VBC Houston, sẽ được Chúa Ngài ban phước. Sự bứt phá sẽ xảy ra, anh chị em kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa, ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con công bố tất cả những vũ khí toan nghịch cùng chúng con sẽ không được kết quả, không được thành lợi, nhưng mà phước hạnh của Chúa thì sẽ đến trên đời sống của chúng con, vì Chúa Ngài ban phước trên đời sống của chúng con là những người thuộc về giáo ước của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Ngài. Ban ơn Chúa giáo để chúng con, hậu tự của chúng con, những thế hệ sau chúng con sẽ được Chúa Ngài sử dụng chúng con để chúng con cứ rao giảng cho họ về phước hạnh của Chúa, và sự nhận biết Chúa sẽ như là hương thơm qua cuộc đời của chúng con, lan tỏa đến cho thế hệ kế tiếp, rồi tràn ra cho thế giới bên ngoài. Nhiều người sẽ được phước của Chúa ở trong những ngày sắp đến. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng cảm ơn Chúa trước vì sự nới rộng cho mỗi cuộc đời của chúng con, sẽ không còn bị chen lấn, chèn ép, làm cho phải ở chỗ chật hẹp. Nhưng mà Chúa Ngài sẽ mở rộng ra, vì chúng con sẽ phát triển ra ở trong ơn của Ngài, Chúa giáo. Chúng con bố con cái của chúng con sẽ là những người trẻ kính sợ Đức Giê-hô-va. Quyền năng của Chúa sẽ vận hành trên chúng. Sự sức giàu của Đức Thánh Linh sẽ hành động như lời của Chúa hứa với chúng con. Khi Chúa Ngài đổ Thánh Linh của Ngài ra, thì con cái của chúng con sẽ trỗi dậy và chúng sẽ là những tiếng nói tiên tri ở trên đất nước, trên xứ sở này. Xin Chúa Ngài ban ơn và sử dụng con cái của chúng con ở trong ơn của Ngài, để chúng con thấy thế hệ kế tiếp của chúng con sẽ được Chúa Ngài sử dụng càng lớn hơn thế hệ đầu ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Chúa. Cảm ơn Chúa vì mắt của chúng con sẽ thấy những điều kỳ diệu Chúa Ngài sẽ làm. Và chúng con giờ này nhân danh Chúa chúc phước cho VBC Houston, tất cả các hội thánh nối kết với VBC Houston, vì chúng con kết nghĩa và chúng con cùng tấn tới ở trong ơn của Ngài. Chúa sẽ ban phước và đồng điều chúng con sẽ đồng nhịp tiến lên ở trong ơn của Ngài, để chúng con sẽ cùng nhau được Chúa Ngài hợp chúng con lại. Này một thứ dân, nói cùng một thứ tiếng, cùng một ngôn ngữ, và chúng con toán định làm một việc thì không điều chi có thể ngăn trở được, nhưng tất cả sẽ được làm thành ở trong sự ban phước của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài, và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Có một vài nhu cầu của chúng ta về nhu cầu chữa lành của những người thân thương, chúng ta cũng sẽ hiệp ý và chúng ta cầu nguyện ở trong thời gian này. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa Ngài ban ơn trên anh chị em, các đầy tớ của Chúa vào để cùng cầu nguyện với chúng tôi. Xin Chúa Ngài ban phước. Hãy sử dụng những điểm cầu nguyện này và chúng ta công bố vào trong hoàn cảnh của chúng ta, trên hội thánh, trên thánh vụ mà Chúa Ngài ban cho, cũng như trên gia đình của chúng ta. Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ vững vàng tấn tới trong ơn và phước hạnh từ nơi Chúa. Hẹn gặp lại các anh chị em ở bề chân của Chúa khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Chúa Ngài cho chúng ta trong những ngày sắp đến sẽ thấy sự đáp lời của Chúa mà chúng ta tràn trề sự vui mừng phước hạnh. Chúa ban phước và gặp lại anh chị em ở trong ơn của Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.